Bác nhá, thì ngày nay em test một con CMS 600 và cài các chế độ cho một bác khách. Bác khách này thì cọc trước cho bên em là 500 nghìn rồi anh em nhé. Với con CMS 600 này thì tiếng của nó rất là hay. Anh Nguyễn Nhật Long nhé. Anh lấy cọc trước bên em 500 nghìn với CMS 600. Với CMS 600 này thì nó nhỏ hơn CMS 1000 anh em nhé. Nhỏ hơn. Với con này thì phù hợp cho anh em chơi gia đình là nhiều đó, còn CMS 1000 thì nó sẽ to hơn một chút đó. Còn chất âm thì nó cũng như nhau anh em nhé, và giá nó cũng chênh nhau mất 1 triệu, tức là con này hiện tại đang là 7,5 triệu anh em nhé, và con CMS 1000 thì giá là 8,5 triệu đó. Dòng này thì chắc không phải nói nhiều nữa anh em nhé, tiếng nó quá hay. Sẽ có nắp anh em nhé, CMS 1000 thì bên em cũng có nắp luôn anh em nhé. Đấy. Đó, ok cho anh em, rất là đẹp. Đó. Cái nắp này khá là ok anh em nhé, khá là dày dẫn. Đó. Tất cả là nguyên thùng nguyên hộp. Đó. Dòng này thì chắc không còn xa lạ gì với anh em đâu. Nó tiếng nó rất là hay anh em nhé. Đó, tiếng rất êm luôn. Đó. Dòng này là dòng cao cấp anh em nhé, cao cấp. Cái nhìn cái dòng cao cấp nhìn nó khác hẳn luôn anh em nhé, cái bo nguồn này, bo nguồn, hai effect riêng biệt anh em nhé, hai effect riêng biệt với echo và reverb thì bên em sẽ cài sẵn cho anh em. Đó, con này thì tại sao nó lại là bản đặc biệt này thì nó sẽ sử dụng cái chip ADSP 21375 như những chip băng số đấy. Đó, thì nó cho cái chất âm rất là hay. Rất là hay. Anh em dễ điều chỉnh anh em nhé. Hai đường effect ở đây. Chúng ta có thể là điều chỉnh anh em nhé. FX1, FX2 đây. Ok chưa ạ? FX1 thích cái nào thì anh em đẩy lên cái đấy. Đó. Rất dễ dùng. Cái cơ bản là nó nhỏ gọn anh em nhé. Và nhưng mà nó nhỏ gọn nhưng mà nó ít line anh em nhé. Ở đây thì có 6 line cho mic. Đấy, còn 12 line nếu mà chúng ta cộng cộng cả những đường này là đường mono anh em nhé. Tuấn test chất âm cho anh em cùng nghe. Cái chất âm của cái con CMS. Đây thì em sử dụng con đẩy rất là mỏng, con đẩy TX250. TX250 là dòng đẩy class D nhỏ gọn nhất và rẻ nhất của bên em anh em nhé. Với giá của nó chỉ có 2,5 triệu thôi. Nói bất ngờ luôn. Em cứ để tầm không anh em nhé. Đó, lên tiếng hết. Sẽ căn chỉnh lại EQ hết anh em nhé. Căn chỉnh hết cho anh em. Về anh em chỉ biết dùng thôi. Đó. Đó. Và anh em chỉ việc dùng thôi, rất đơn giản. Đây. 1, 2, B. Đây là tiếng mic thô. 4 5 6 7 8 9 7 8 9 1 2 3. Đây tiếng vật. 3 4 5 6 6 7 8 9. À, tiếng vật. 7 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
1 đó, tiếng rất êm luôn anh em nhé. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tiếng rất mượt. Với giá là 7,5 triệu thôi anh em nhé. 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ok, delay echo đại trí vật lên. 4 5 6 7 7 7 7 8 9 10 rất là hay. 1 1 1 2 2 nó rất là hay anh em nhé. Cái cơ bản là bên này sẽ là dì vật này, FX1 sẽ là dì vật anh em nhé. 1 2 5 bên FX2 sẽ là delay. 7 7 7 8 9 10 ông biết delay trên này. 1 1 1 2 2 tất cả đây, ví dụ là 4 đường mic em cắm vào đây là em cho effect lên, còn 4 cái đường này thì em sẽ không cho effect vào nữa. À, thì chúng ta sử dụng chỉnh EQ trên này hết anh em nhé. Rất đơn giản thôi, alo đi. 7 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tiếng rất êm luôn anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Giá là 7,5 triệu đồng. 1 2
Đó, ok chưa? Anh em nào nhu cầu thì liên hệ nhá. Bây giờ bên em sẽ test từng line. Đó, để cho nó ổn định nhất, ok nhất anh em nhá. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhá. Chào tất cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bác nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.